Bộ Y tế cho biết, đến 18 giờ chiều 6 tháng 4, đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra, nâng tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là 245 trường hợp. Bệnh nhân thứ 242, bệnh nhân nam, 47 tuổi, quê quán huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày có dừng ăn tại quán cơm ở đường Giải Phóng, đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó đến nay, bệnh nhân chưa quay lại bệnh viện. Ngày 30 tháng 3, bệnh nhân đến trạm y tế xã khai báo và được chỉ định cách ly tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Ngày 4 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6 tháng 4, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân thứ 243, bệnh nhân nữ 34 tuổi, quê quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU-290 ghế 23A sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, đã được cách ly tại ký túc xá Đại học FPT Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 5 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân thứ 244, bệnh nhân nữ 44 tuổi, quê quán xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bệnh nhân về từ Đức trên chuyến bay SU-2313, số ghế 20F, quá cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 25 tháng 3 trên chuyến bay SU-290, ghế 40C. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 5 tháng 4, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6 tháng 4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân thứ 245, bệnh nhân nữ 21 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha về Việt Nam quá cảnh tại Nga trên chuyến bay SU-250, ghế 26B. Ngày 24 tháng 3, ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tại ký túc xá Đại học FPT Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 5 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6 tháng 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.